mà mình để cho ca sĩ hát, mình để cho người ta lắng nghe là những cái bài mà về, tại vì cái tựa đề của năm này là tựa đề về tình mẹ, thì hai cái bài về mẹ em nghe cái đó rất là hay, và khi mà người ta nghe rồi người ta có cái cảm xúc, đúng rồi, hơn. Mình phải chọn hai bài mẹ mà làm bài. Sao để mà build up cái build up cái emotion yeah. Đó thì hai cái bài về mẹ là em thấy rất là hay đó. Anh nghĩ sao anh Phước? Ok, yeah. Em nghĩ chắc ấy. Thì sau đó thì là